Xin chào cả nhà, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của MC Đồng Hồ. Ngày hôm nay thì em có về được ở trên đây là một cái lô hàng. Nói chung là nó không hẳn là lô các bạn. Em về được một số những cái mẫu đồng hồ của Seiko, cái phiên bản SARV004 và 006. Thì ngày hôm nay thì em có được ở trên đây là 3 chiếc, thì cũng lên video gửi tới cho các bác về 3 cái chiếc này. Nói chung là hàng bên em sẽ là hàng mới các bác nhé, hàng mới chúng ta sử dụng và hộp sổ thẻ em có đầy đủ ở đây. Thì em sẽ lên video cho các bác, giới thiệu cho các bác về ba cái chiếc này. Nói chung là đây là những cái chiếc rất là quen thuộc đối với các bác rồi. Đây, em sẽ bóc hộp ra và sẽ sâu hộp sổ cho các bác xem là nó có những gì và mức giá cả nó ra làm sao. Ở đầu tiên thì em sẽ có một cái quyển sổ của Seiko này, sổ và thẻ các bác nhé. Đây là hàng mới nên là đây, cái thẻ của nó thì nó chưa có bất kỳ một cái dấu hiệu gì đã viết đâu. Đó, thẻ mới cứng. Sổ của Seiko đây, hộp thì em cũng có đầy đủ. Nói chung là hàng về như thế nào thì em sẽ khui hộp và em sẽ review cho các bác y như vậy luôn các bác nhá. Đây này, sổ này, gối đầy đủ cho các bác luôn với cái mẫu hàng ngày hôm nay. Thì với cái mã sản phẩm ngày hôm nay thì em đang có là cái phiên bản Seiko SARV006 và 004 các bác nhá. Thì một chiếc là mặt nâu cà phê và một chiếc là mặt trắng để mi. Thì bác nào mà quan tâm đến cái chiếc này thì hai chiếc này thì là mức giá nó sẽ chênh nhau một chút thôi. Đối với cái chiếc mặt nâu cà phê này thì mức giá của nó loanh quanh là 4 triệu các bác nhá, một phiên bản hàng mới. Hiện tại thì em đang quay trong nhà nên là vì cái chất lượng ánh sáng nó không được ổn định cho lắm, thì nói chung là khi mà các bác lên cái mặt nâu cà phê này thì nó vẫn có mang một cái nét đẹp riêng đối với tông màu cà phê, tông màu trầm. Mức giá chỉ có là 4 triệu đồng cho một phiên bản hàng mới đầy đủ hộp sổ thẻ này thôi các bác nhé. Bản mặt nâu cà phê và có đề mi vàng đầy đủ cho các bác luôn. Hàng mới bản dây kim loại. Cái chiếc tiếp theo là cái chiếc SARV004 này. Đó, cái bản mặt trắng để mi vàng. Chiếc này thì em về được duy nhất là một chiếc trong cái lô hàng lần này. Thì anh em và các bác chú nào mà quan tâm đến chiếc này thì em cũng giao lưu cho các bác mức giá là 3 triệu 900 nghìn một phiên bản hàng mới. Mặt trắng, chiếc này thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Đó, nó là phiên bản thương mại và về cái mức giá thì hiện tại thì em vẫn cam kết cho các bác một cái mức giá nó đẹp và êm nhất khi mà các bác sử dụng hàng ở bên em gì. Ngoài ra thì chính sách mua bán hàng thì bên em vẫn cam kết cho các bác là đảm bảo phải là hàng chính hãng, và khi mà các bác nhận hàng về các bác có thể đi check mọi nơi luôn. Đó, bác nào mà có người quen thì cũng chúng ta có thể là nhờ người quen check hộ, hay là những cái đại lý cơ sở gần nhà của đồng hồ ấy, chúng ta có thể mang ra những cái đại lý gần nhà chúng ta check. Nếu như mà các bác mà phát hiện ra đồng hồ bên MG cung cấp cho các bác đó là hàng giả, hàng Trung Quốc, hàng dựng chẳng hạn, thì bên em sẵn sàng đền bù hoàn tiền gấp 10 là giá trị sản phẩm cho các bác luôn. Về cái mẫu sản phẩm ngày hôm nay thì em đang có 3 chiếc, anh em các bác các chú xem video thì ưng chiếc nào thì inbox sớm qua Zalo của MG là 0347 808 219 để có thể liên hệ đặt hàng sớm với một trong 3 chiếc này các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Vẫn sẽ có cho các bác là mức giá đó là bảo hành và đầy đủ cho các bác luôn. Bên em sẽ hỗ trợ cho các bác là bảo hành 1 năm miễn phí nhé. Bác nào mà nhận hàng mà trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng ấy, chẳng may có vấn đề gì xảy ra thì có thể là liên hệ qua cho em Duy. Em Duy sẽ hỗ trợ cho các bác về cái vấn đề bảo hành. Còn đối với những cái sản phẩm ngày hôm nay thì em lên video rất là nhiều cho các bác rồi. Thì đây các bác xem luôn nhé. Em đầu tiên thì em nên cho các bác cái mã SARV004 này đi. Cái phiên bản này thì nó sẽ mang size mặt đâu đó khoảng độ tầm 42 các bác ạ. Em sẽ đo lại cho các bác xem về cái phần size mặt nhé. Đúng rồi, size của chiếc này nó là size 42 các bác ạ. Độ dày ở đây em có là 12.2. Size 42 thì bắt buộc anh em cổ tay phải to nhé. Cổ tay của anh em đâu đó khoảng độ tầm 16 chiếc này. 16 như cổ tay của em Duy đây, hiện tại thì cũng đang là 16 này. Nên tay trước này cũng rất là đẹp và rất là ok này. Cổ tay 16 nên với size 42. Hai là anh em cổ tay đẹp nhất, chuẩn nhất khoảng độ tầm 17 cm. Anh em các bác các chú đeo đẹp với chiếc này, hoặc là anh em nào mà không thích cái bản mặt trắng ấy, thì chúng ta có thể đổi sang cái phiên bản mặt nâu cà phê cũng được. Mặt nâu cà phê thì cái tông màu của nó hơi trầm nên là nước da anh em sáng một chút, thì đeo lên tay chiếc này cũng rất là bắt sáng luôn. Mặt nâu nhưng mà nó có những cái điểm xuyến để mi vàng. Đây anh em các bác các chú xem, điểm xuyến đi mi vàng rất là đẹp, logo Seiko này, rồi là ô lịch ngày lịch thứ đầy đủ cho các bác. Chiếc này thì chúng ta sẽ có trang bị đó là kính khoáng cứng các bác nhé, kính khoáng cứng này, mặt nâu cà phê này, kính khoáng cứng này, viền benzen cho các bác. Mức giá hai con này nó chênh nhau không quá là nhiều, chỉ đâu đó 100.000 thôi, rất là rẻ. Nên là một con đồng hồ mà chúng ta chỉ cần bỏ ra đâu đó là tầm 4 triệu mà chúng ta sở hữu được một em cực đẹp rồi. Mặt nâu cà phê này,
Redmi vàng bản SARV006 với caliber là 4R36 của Seiko, thì đây là một cái bản thương mại và cũng như là một cái cỗ máy nó được sử dụng rất là nhiều trong những cái mẫu đồng hồ của Seiko. Ngoài ra thì cái chiếc này thì các bác đeo thường ngày, đeo trong cái cuộc sống sinh hoạt thường ngày cũng rất là đẹp, hay là đi dự hội đi tiệc thì cũng rất là ok, chứ chả vấn đề gì mà chúng ta chỉ mua về mà chúng ta trưng trong tủ làm gì cả. Máy của Seiko rất bền luôn. Ngoài ra thì nó là còn là hàng nội địa Nhật nữa. Dạ quang của cái dòng này cũng siêu sáng cho các bác. Đối với cái dòng này thì dạ quang nó sẽ có ở 12 bộ cọc số này, kim giờ kim phút có dạ quang này, kim dây thanh mảnh cho các bác. Những cái viên tracker ở bên ngoài chúng ta sẽ có chia số giờ số phút cho anh em này. Made in Japan, chiếc này thì nếu như mà bác nào mà khi mà đi check hãng mà phát hiện ra đây không phải là cái hàng Made in Japan mà hàng bên em mà hàng dự, thì em sẽ hoàn tiền gấp 10 lần cho các bác về cái giá trị sản phẩm luôn. Em nói là em làm sẽ có hóa đơn đầy đủ cam kết cho các bác nhé. Chiếc này với cái cỗ máy 4R36 này, con mặt trắng này 3 triệu 9 nhá. Anh em cân đối thì với mức giá này tầm tiền thì anh em đã có, thứ nhất là nên có tai này, nên có tự động và hacking stop dừng kim dây khi chỉnh giờ rất là đầy đủ cho anh em luôn. Đó, với cái chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ thì anh em nó sẽ có cái mức độ chính xác hơn trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Đấy. Ngoài ra thì chiếc này thì nó sẽ có nộ cơ ở cái phần mặt đáy nhá. Mặt đáy chúng ta sẽ có nộ cơ với cái một số những cái thông số như là Seiko Time Corporation này, Novoseiko của loại 4R36A, chúng ta sẽ có này 24 24 chân kính, 21.600 tần số dao động, và check-out tối đa của chiếc này đâu đó khoảng độ tầm 40 giờ. Một cái phiên bản thương mại của Seiko thì chúng ta sẽ có một cái mức độ chống nước cao, có thể xịt từ chống nước 13 tương đương 100 m stainless steel tân tay công rỉ đó. Ngoài ra chúng ta sẽ có là dòng chữ Made in Japan này, Novoseiko ở cái phần mặt sau cho chúng ta những cái thông tin rất là hữu ích trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Vì đây là một phiên bản hàng mới nên là em sẽ còn nguyên seal ở cái phần dây, em chưa bóc nhé, em sẽ để nguyên seal cho các bác luôn. Các bác nhận hàng đúng hàng, bóc hàng kiểm tra cho em Duy, đúng cái mẫu mã, đúng chất lượng sản phẩm thì các bác thanh toán giúp em nhé. Là nếu như mà bác nào mà sau khi thanh toán xong mà vẫn chưa yên tâm lắm thì có thể là tiếp tục, đó là chúng ta đi check hãng. Nếu như mà trong cái quá trình check mà nó ra được là bác nào mà check được hàng giả nhé, em luôn luôn tự tin vào cái sản phẩm của em cung cấp cho các bác. Nếu như mà phát hiện ra hàng giả thì em có cái chính sách đó là hoàn tiền cho các bác luôn và tặng cho các bác con đấy luôn. Đấy, nếu như bác nào mà muốn đeo làm trang sức đấy, nên là các bác cứ yên tâm. Với cái cỗ máy 4R36A thì chúng ta sẽ có là độ sai số của chiếc này từ dương 4 năm đến xấp xỉ trừ 3 năm giây một ngày này. Chúng ta sẽ có là 24 chân kính này, 21.600 tần số dao động này, check out tối đa 41 giờ đây các bác nhé. Đó, SARV004 này, Made in Japan, và những cái mã số mã QR cho các bác quét luôn. Thì mức giá của cái chiếc mặt trắng này thì giao nuôi các bác chỉ có 3 triệu 900 nghìn, và chiếc mặt nâu cà phê thì sẽ giao nuôi cho anh em các bác các chú là 4 triệu nhá, một phiên bản hàng mới, và các bác chỉ cần inbox sớm qua cho em Duy, qua Zalo là 0347 808 219 là có thể liên hệ đặt hàng sớm với chiếc này. Em về được 3 chiếc là 2 chiếc mặt nâu và một chiếc mặt trắng để bi nhá, thì em bán cũng gần hết rồi, thì em còn 3 chiếc này giao nuôi cho anh em, và các bác các chú nào mà thiện chí mua hàng thì em sẽ giao nuôi anh em mức giá tốt nhất nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo.